Đây nè ba. Con. Tim à. Cậu ấy sao rồi con? Anh cũng chưa tỉnh nữa tía. Trời ơi, sao tự nhiên lại xui xẻo vậy không biết nữa à. Tội nghiệp, cậu ta hiền lành vậy mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Mà ủa con, tía cậu ấy vô chưa? Dạ, ba ấy mới đi ra ngoài đó má. Rồi ông có nói gì con không? Bác ấy lịch sự lắm. Vậy hả? À, má có nấu món cháo bồ câu nè. À, cái này á bồi bổ sức khỏe cho người bệnh đó. Khi nào mà cậu ấy tỉnh á, con lấy cho cậu ấy ăn để hồi sức nha. Nhớ cho nó ăn nghe con. Con biết rồi tía má. À phải rồi, hình như là bác Bảy cũng chưa có ăn gì hết á. Để con lấy cho bác Bảy ăn. À vậy thôi cũng được. Tía má, ngó anh hai giùm con nha. Con đem cháo xuống cho bác Bảy. Đi con. Dạ. Con, nó tỉnh dậy chưa con? Dạ thưa bác, tía ma của con có đem cháo bồ câu lên. Bác ăn một miếng để lấy lại sức. Con ngồi đi. Bác ra ngăn một chút đi. Anh hai mà vậy, anh thấy bác tiều tụy, anh cũng đau lòng lắm. Hay là bác về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì con chăm sóc ảnh. Khi nào ảnh tỉnh lại, con gọi điện báo cho bác biết. Bác mới vừa về, con nghĩ là bác còn trái múi giờ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Chứ bác cứ như vậy làm sao mà chịu nổi. Anh cho ảnh mà tỉnh lại thì con nhất định sẽ rời xa ảnh. Con không ở bên cạnh ảnh đâu. Bác yên tâm đi. Con à.